mình là Lê Đào Thanh Tùng, học trường bán thị điểm. Tháng 8 này mình sẽ đi du học ở Đại học Rochester Institute of Technology, New York, với mức học bổng là 30.000 đô la. Vì bố mình là một kỹ sư công nghệ thông tin nên mình cũng muốn nói việc bố. Hiện tại mình thấy ngành an ninh mạng là một ngành có tiềm năng phát triển rất lớn nên mình quyết định theo học ngành này. Và mình chọn trường Rochester Institute of Technology cũng vì lý do như vậy. Trường là một nơi rất chú trọng về công nghệ thông tin. Và tại sao? Vì là nước Mỹ. Nước Mỹ là một đất nước phát triển rất mạnh về ngành này. Trường rất là tâm lý. Vào đúng ngày mùng 1 Tết âm thì trường đã gửi cho mình thư học bổng là 30.000. Ngày hôm đấy thì mình đã rất là vui. Vui đến cái mức mà cái điện thoại mình nó trở thành một cái thư học bổng chứ không phải là một cái điện thoại nữa. Và mình cả ngày hôm đấy mình không dùng gì cái điện thoại đấy ngoài nhìn cái thư học bổng. Sau khi tìm hiểu thêm về trường thì mình thấy trường rất phù hợp về học lực và nhu cầu của mình khi đến Mỹ. Cũng rất tình cờ biết được IDP vì là IDP là một bên liên kết với trường. Mình đã tìm đến IDP để hỗ trợ mình trong việc xin vào trường. Các anh chị rất là tận tâm. Lúc người đến thì các anh chị đã cho mình một lịch trình để có thể kịp deadline vào trường. Và các anh chị cũng đã giúp đỡ mình công chứng và dịch thuật học bạ của mình hoàn toàn miễn phí. IDP đã giúp đỡ mình rất nhiều trong quá trình xin đi du học. Nếu bạn nào có nhu cầu đi du học Mỹ như mình, hãy liên hệ ngay với IDP nhé. Du học thành công, tạo nên sự nghiệp. Nhanh tay đăng ký ngay hôm nay.